Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Trump ra tay với mạng xã hội. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 28 tháng 5 năm 2020 đã ký một sắc lệnh nhằm xem xét lại quy chế miễn trách nhiệm cho các trang mạng xã hội về các nội dung mà cư dân mạng đăng tải. Quyết định được đưa ra sau 24 tiếng đồng hồ sau khi mạng Twitter ghi chú dưới hai tin nhắn của Tổng thống Mỹ với nội dung "Hãy đọc thông tin xác thực về nội dung bài đăng của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, hàm nghĩa tin này không xác thực." Đây là hình ảnh bản chụp bài đăng đầu tiên của ông Trump trên Twitter gắn cảnh báo cần xác minh thông tin. Sắc lệnh này trao cho cơ quan quản lý quyền được thực hiện biện pháp pháp lý để chống lại các công ty như Facebook và Twitter liên quan đến cách họ kiểm soát nội dung trên các nền tảng của mình. Sắc lệnh đưa ra nhằm làm rõ đạo luật về truyền thông công chính, một đạo luật bảo vệ các nền tảng trực tuyến như Facebook, Twitter và YouTube về mặt pháp lý trong một số tình huống. Theo mục 230 của đạo luật, các mạng xã hội không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng bởi người dùng của họ, nhưng có thể thực hiện các tác vụ như chặn vì mục đích tốt đẹp, chẳng hạn như xóa nội dung tục tĩu, quấy rối hoặc bạo lực. Sắc lệnh hành chính cũng chỉ ra rằng quyền miễn trừ pháp lý không áp dụng nếu mạng xã hội chỉnh sửa nội dung được đăng bởi người dùng và kêu gọi Quốc hội xóa hoặc thay đổi mục 230 này. Ông Trump nói Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr sẽ ngay lập tức bắt tay soạn thảo một luật cho Quốc hội để sau đó bỏ phiếu. Lệnh cũng cho biết việc chặn bài viết có yếu tố lừa đảo, bao gồm việc xóa bài với những lý do ngoài danh mục trong điều khoản dịch vụ của trang web cũng không nên được miễn trừ. Và khi ký sắc lệnh vào hôm thứ Năm, ông Donald Trump đã tuyên bố việc các mạng xã hội kiểm duyệt, sửa đổi hay cảnh báo về các thông điệp là quyết định mang tính chất định hướng, biên tập. Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, luật không còn phù hợp nữa và các mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung và quyết định của mình, tương tự như bất kỳ phương tiện truyền thống nào khác. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh xem xét lại quy chế về các mạng xã hội vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 tại Nhà Trắng, Washington. Diễn giải cho sự cần thiết phải có hình thành sắc lệnh này, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio lập luận rằng các nền tảng mạng xã hội đảm nhận vai trò của một nhà xuất bản khi họ gắn nhãn kiểm chứng thông tin vào các bài đăng cụ thể. Ông Rubio nói tiếp, luật vẫn bảo vệ các công ty truyền thông xã hội như Twitter vì họ được coi là diễn đàn chứ không phải là nhà xuất bản. Nhưng nếu bây giờ họ quyết định thực hiện vai trò biên tập như một nhà xuất bản, họ sẽ không còn được miễn trừ trách nhiệm pháp lý và được coi là nhà xuất bản đúng theo pháp luật. Phóng viên Anthony Zucker nhận định để có thể áp dụng và thực tiễn sắc lệnh này phải qua chặng đường dài. Phóng viên này phân tích như sau, các cơ quan độc lập trong chính phủ sẽ phải xem xét luật liên bang, ban hành các quy định mới, bỏ phiếu cho các luật này và sau đó với tất cả khả năng là bảo vệ chúng tại tòa án. Khi xong hết những thứ này thì cuộc bầu cử Tổng thống tháng 12 có lẽ đã diễn ra và thậm chí đã kết thúc. Điều đó lý giải tại sao ông Trump cũng đang thúc đẩy Quốc hội ban luật mới một cách đơn giản hơn để thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với các công ty truyền thông xã hội. Tuy nhiên, mục đích thực sự của sắc lệnh và Tổng thống ký có thể chỉ mang tính tượng trưng. Ít nhất, động thái này sẽ khiến Twitter phải suy nghĩ kỹ khi thực hiện kiểm duyệt hoặc kiểm chứng thông tin đối với các bài đăng của ông trên nền tảng này. Tổng thống dựa vào Twitter để truyền thông điệp của mình ra ngoài mà không qua bộ lọc của báo chí chính thống. Nếu ngay cả Twitter cũng bóp chặt công cụ truyền thông ưa thích của ông thì có thể hiểu là ông đang truyền đi thông điệp sẽ trả đũa và có thể ít nhất là khiến công ty này cảm thấy không thoải mái. Trước đó, Twitter đã gắn cảnh báo cần phải xác minh thông tin dưới hai bài đăng liên tiếp của ông Trump. Đây là hình ảnh hai bài đăng của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump bị gắn cảnh báo cần xác minh thông tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang Twitter của mình rằng gửi phiếu bầu qua thư là trò gian lận không hơn không kém. Twitter đã đặt một nhãn cảnh báo dưới bài đăng trên theo hình chính sách mới của mạng xã hội này về thông tin sai lệch. Twitter đã cập nhật chính sách của mình về nhãn cảnh báo hồi đầu tháng. Ông Trump đã đáp trả bằng cách tweet lại, nói rằng mạng xã hội khổng lồ này đã hoàn toàn bóp nghẹt tự do ngôn luận. Và bài đăng tiếp này lại bị tiếp tục dán nhãn mác cảnh báo. Thông báo của tweet hiển thị dấu chấm than màu xanh bên dưới các bài viết của ông Trump, gợi ý người đọc tìm hiểu thông tin về phiếu bầu gửi qua thư. Liên kết của tweet hướng người dùng đến một trang trong đó có nội dung
khẳng định các phát ngôn của ông Trump về phiếu bầu gửi qua thư là không có căn cứ. Công ty mạng xã hội đã trích dẫn các bài viết về vấn đề này của CNN, Washington Post và những hãng truyền thông khác. Tiếp sau là phần những điều cần biết, trong đó tweet sửa những gì họ cho rằng Tổng thống Mỹ đã viết sai. Công ty mạng xã hội này đã cam kết sẽ đẩy mạnh việc dán nhãn mác cảnh báo dưới các thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm trên trang web của mình. Tuy nhiên, đối với Tổng thống Mỹ thì việc dán nhãn diễn ra chậm hơn bởi đây là lần đầu tiên bài đăng của ông bị gắn nhãn mác cảnh báo. Phóng viên công nghệ Sue Thomas đã bình luận, mặc dù đưa ra quy tắc riêng cho những gì xảy ra trên nền tảng của mình từ lâu, nhưng vấn đề là cho đến gần đây, Twitter mới thực sự và thực thi các quy tắc của mình đối với Tổng thống Mỹ hoặc các nhà lãnh đạo toàn cầu khác. Đây là hình ảnh trang Twitter của ông Trump với hơn 80,5 triệu lượt người theo dõi. Ông viết, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài viết trên trang Twitter với các nội dung mà một số người cho rằng nếu người phát ngôn ít quyền lực hơn sẽ bị web giấy tờ này chặn từ lâu rồi. Nhưng những bình luận mang tính kích động của Trump là một phần quan trọng thu hút nhiều người trong số hơn 8 triệu người theo dõi của ông. Công ty không muốn mất họ. Mạng xã hội Twitter coi cơ chế dẫn nhãn mác mới là cách để cân bằng mong muốn cho phép người dùng Twitter bao gồm cả Tổng thống nói những gì họ thích, đồng thời bảo vệ độc giả trước thông tin tin sai lệch. Chính lược này chủ yếu nhằm xử lý các nội dung về viêm phổi Vũ Hán. Trong các bài viết của mình, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Twitter can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Đây là hình ảnh Brand Blasley, người phụ trách chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump, chỉ trích tweet trên chính giao diện của mạng xã hội này. Ông cũng nói rằng công ty mạng xã hội này đã hoàn toàn bóp nghẹt tự do ngôn luận và tôi với tư cách là Tổng thống sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Brand Blasley, người phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống của ông Trump cũng chỉ trích tweet. Ông Pascal viết trên trang tweet rằng hợp tác với các công cụ thẩm định tin giả đầy thiên vị là trò tung hỏa mù để che giấu chiến thuật chính trị thiếu đứng đắn của Twitter. Có nhiều lý do khiến chúng tôi rút tất cả các quảng cáo của mình khỏi trang Twitter vài tháng trước đây và sự thiên vị chính trị rõ ràng là một trong số lý do đó. Tổng thống Mỹ đã nhiều lần tố cáo các trang mạng lớn của xã hội đã dẹp bỏ tiếng nói của phe bảo thủ, đồng thời tố cáo việc đa số nhân viên các mạng này bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông bị đối xử bất công bởi các công ty công nghệ khổng lồ mà ông cho là chấn áp những tiếng nói bảo thủ. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc trước các nhân vật truyền thông xã hội, bảo thủ được nhiều người biết tiếng, ông Trump tuyên bố như sau. Chúng ta sẽ không câm lặng và các công ty công nghệ khổng lồ không được kiểm duyệt các tiếng nói. Quyết định về sắc lệnh mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp phải sự phản ứng của các mạng xã hội khác nhau. Đây là hình ảnh một trong những lần đáp lại những lời chỉ trích về các chính sách kiểm chứng thông tin của giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey. Twitter gọi mệnh lệnh hành chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump là cách tiếp cận phản động và chính trị hóa đối với một luật mang tính bước ngoặt và rằng mục 230 bảo vệ sự đổi mới và tự do ngôn luận của Mỹ và nó được củng cố bởi các giá trị dân chủ. Google, công ty sở hữu YouTube cho biết việc thay đổi mục 220 sẽ làm tổn thương nền kinh tế Mỹ và vai trò dẫn dắt toàn cầu về tự do Internet. Trong một thông báo gửi tới đài BBC ở London, công ty cũng cho biết, chúng tôi có chính sách nội dung rõ ràng và chúng tôi thi hành các chính sách này không liên quan đến quan điểm chính trị. Nền tảng của chúng tôi đã trao quyền cho nhiều người và tổ chức với quan điểm chính trị khác nhau, mang đến cho họ tiếng nói và cách thức mới để tiếp cận khán giả. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào hôm thứ Tư, Tổng giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuckerberg cho rằng việc kiểm duyệt một nền tảng truyền thông xã hội sẽ không phải là ứng xử đúng đối với một chính phủ liên quan đến kiểm duyệt. Ông Zuckerberg nói tiếp, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Facebook không nên làm người phán xét về mọi thứ mà mọi người phát biểu trên mạng. Nói chung, tôi cho rằng các công ty tư nhân có lẽ không nên, đặc biệt là các công ty cung cấp các nền tảng như thế này, đặt mình vào vị trí phán xét như vậy. Một tổ chức tư vấn đã cảnh báo rằng mệnh lệnh hành chính này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Matthew của Viện Castro đã nói tiếp như sau. Về lâu dài, nỗ lực bảo thủ chống lại các công ty truyền thông xã hội kiểu này có thể có tác động tàn phá đối với quyền tự do ngôn luận. Và thay đổi đạo luật về truyền thông
công chính để áp đặt tính trung lập chính trị đối với các công ty truyền thông xã hội có thể dẫn tới việc các nền tảng này chứa đầy nội dung pháp lý mà họ muốn xóa. Đó có thể là những nội dung khiêu dâm, hình ảnh bạo lực và phân biệt chủng tộc chẳng hạn. Hoặc là họ sẽ sàng lọc nội dung tới một mức độ có thể làm nghẽn dòng chảy tự do của thông tin trên mạng xã hội mà chúng ta đang thấy hiện nay, ông nói. Ông Feeney nói rằng dự thảo của sắc lệnh hành chính là một thứ hỗn độn nhưng dễ hiểu về mặt chính trị trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020 với bản tin Tổng thống Donald Trump ra tay với mạng xã hội. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de